Hello các bạn, chào mừng các bạn đến kênh của cô Củ Chi nha. Bữa nay mình không có làm gì hết các bạn ơi. Bữa nay mình ra ngoài vườn sen đá của mình thì mình sẽ dọn dẹp cái vườn sen đá của mình. Với lại mình bứt hết mấy cái bông này bỏ nè. Cái bông này nó để nhiều quá, sợ nó có rầy á, có rầy rồi nó ăn vô trong mấy cái lá này kia nọ nữa, sợ nó lây á nha các bạn. Thì giờ mình ra mình coi cái bông nào mà nó cái cây sen đá nào mà nó có bông á thì mình sẽ cắt hết bỏ mấy cái bông nha. Rồi mời các bạn xem chơi cho vui nha. Mấy cái bông này nè mình cắt bỏ hết. Có bông mà mình để lâu quá nhiều khi nó bị thành mấy con rầy á. Hôm qua nay trời mưa. Đây là bông của sen đá nè. Mình sẽ bẻ lá nó bỏ luôn. Cái lá giờ nó khô rồi nè. Rồi xong rồi nè các bạn, thấy sạch không? Giờ thấy nó gọn không? Rồi xong rồi nè. Giờ thấy nó gọn lại rồi nè. Bông này nè, mình lấy cái lá này mình ôm lại cũng được nha các bạn. Ôm cái lá này nó còn lên lẹ hơn nữa. Bông có sen đá nè. Này thì mình lật lá nó ra luôn nè. Mình lật lá ra cái này chắc mình gây giống nó thử nha. Mình sẽ ươm cái giống nó. Giờ mình rắc cắt lấy nó ra rồi mình sẽ để cho nó mình sẽ để cho nó mấy ngày cho nó héo xong rồi mình sẽ làm mình ươm nó nha. Cây này cũng có bông nữa nè. Cây này nè thiếu nước nó màu đỏ nha các bạn, mà giờ mưa trời mưa xuống giờ nó lên xanh lại rồi nè. Mấy cái cây này thì nó dễ bẻ. Bây giờ cũng gọn sạch sẽ lại nè. Cây này giờ nó gọn ghê chưa? Nãy mình cũng lật bông lật lá bỏ nè. Đây là những cái cây nãy mình dọn dẹp nó nè các bạn.
Nó giờ nó sạch sẽ rồi ha, mình là lặt bông lặt lá khô vỏ. Rồi các bạn ơi, bữa nay á, thì mình chỉ ra ngoài sau cái vườn sen đá của mình chỉ lặt mấy cái bông bỏ nè, với lại lặt mấy cái lá mà bị mốc bị khô đó, mình là lặt bỏ. Rồi bây giờ là mùa xuân thì mình dọn dẹp sạch sẽ, mình clean up dọn dẹp sạch sẽ để mình trong mùa hè đó thì cho mấy cái cây này nè nó mọc ra thêm. Mình bẻ mấy cái lá cũ bỏ thì lá mới nó mới mọc ra. Cho nên mình ra đây mình dọn dẹp, mình cắt bông rồi mình bứt mấy cái lá khô, lá mốc của nó mình dục bỏ ha. Rồi thì bữa nay mình chỉ làm như đó cho các bạn coi chơi thôi nha. Chút xíu nữa thì mình sẽ đi ra ngoài chỗ tiệm bán đồ chay đó các bạn. Mình sẽ đi ra ngoài cái tiệm bán đồ chay, mình có hẹn bạn mình ngoài đó đó. Thì chút xíu nữa mình ra ngoài, mình quay chút xíu nữa thêm cho các bạn coi nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái video này. Nếu mà các bạn nào thấy thích đó, thì cho Út xin một cái like với lại đăng ký kênh giùm cô của Chi nha. Cô Út xin chúc các bạn luôn luôn được may mắn và bình an trong cuộc sống nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn cái video kế tiếp nha. Bye bye. Chút xíu gặp lại ngay chỗ nhà hàng ăn chay nha. Rồi cảm ơn các bạn. Có hẹn với bạn của mình đi ra ngoài này ăn ăn đồ chay nè các bạn. Bữa nay đi ra ngoài này ăn đồ chay nha. Mời các bạn đi theo mình nha. Hai. Bữa nay hẹn ra đi ăn ăn gì? Ăn chay mà ăn món gì? Rồi, hello xin nhà. Chào các bạn nha. Đây là bạn của mình Anna nè. Bữa nay hai đứa mình rủ nhau đi ăn chay các bạn ơi. Bữa nay thứ sáu. Kiêng thịt. Kiêng thịt lễ lễ gì? Và phục sinh. Hôm nay thứ sáu bên Công giáo ta kiêng thịt, không có ăn thịt. Ồ. Cho nên là đi vô đi ăn bún bò quế chay. Uh-huh. Ăn chay để kiếm chồng. Kiếm chồng. Chợ ế quá mày ơi. À, các bạn ơi đây là bún bò quế chay nha. Bún bò quế chay đây nó bán tiệm này tên gì? Tên gì? Đông Phương à? Đông Phương Thô Phương. À. Đó. Bún bò quế chay này có gì Anna nói đi. Cái này nó có chả hả? Chả chay. Tô Phương làm chả hả? Tô Phu làm bằng chả mà Tô Phu làm bằng đậu nành. Tô Phu này nó làm bò bún này, bún chay luôn. Nó hay tại kiên thịt không có ăn chay thứ sáu á. Công giáo không ăn chay, không ăn thịt được. Ngày nào không ăn thịt rồi ngày đó canh thịt. Ơi ăn thịt 6 ngày còn ngày ăn chay rồi là thèm thịt. Bằng đậu hũ thôi, kia với bằng bột nè. Bữa nay là nấu chay đó ngon quá. Bữa chay từ bữa sáng giờ nấu gì quên hả? Dạ. Bữa sáng giờ là nấu gì quên hả? Một tí chay không? Mì chay. Mì chay. Những cái hấp dẫn người ta đang nói thôi, người ta hấp dẫn. Bún bò Huế chỗ này làm ăn được nè các bạn. Mặn mà vừa ăn lắm. Cay. Cay nữa. Giống như là đồ ăn mặn vậy đó. Làm chất lượng giống như đồ ăn mặn vậy. Tại mình không có ăn cay cho nên mình ăn thấy cay. Còn bà này ăn. Ăn cay lắm, ăn bún bò Huế ăn cay. Tô này không? Nhưng nhỏ hơn rồi. Nó bé có một size à? Nhớ mấy năm trước, mình năm trước mình lại ăn cái tô nó lớn không? Thấy tô lớn không? Yeah. Bây giờ tô nhỏ nè. Bây giờ tô nhỏ mà nó giá tiền cao. Giá tiền lớn.
đây có sushi đủ thứ hết à. Sushi ở đâu? Có bán sushi luôn. Đó là sushi cây luôn hả? Ừ. Chả cây đúng như chả thiệt rồi. Ừ. Ăn ngon. Vui làm được á, muốn làm mà làm. Rồi làm cực lắm. Ừ. Cái gì cũng nắm nắm ha, cái gì cũng làm bỏ nắm. Các bạn nào mà không có muốn làm đồ ăn chay ra để ăn. Thứ sáu này mình kiên thịt ra đây ăn cơm bộ quế, bộ chay xong rồi đó. Có đủ thứ rồi. Như là nấm cho ăn bún như ăn bộ quế. Nhiều người muốn biết làm tô bao nhiêu. Ừ. Dạ. Ừ. Bữa nào đi ra ngoài thì mua cái áo bà ba. Áo bà ba. Ba là gì? Áo bà ba. Áo bà ba hả? Ừ. Đi đâu mà áo bà ba? Chị lá. Ừ. Bữa bà đi chơi vui thôi. Vui lắm. Đi năm nó phải đi chỗ khó đi chơi rồi. Dạ. Ta có tiền đi làm lắm. Năm nay đi làm. Cả đời mới được đi hoa quay. Cứ đi làm suốt đời. Ừ. Tụi nhỏ bây giờ nó vừa làm nó vừa enjoy đó bà ơi. Nó có giống như mình chờ tới già nó đi. Dạ. Phải nói là mình phải make time chứ mình nó không có time, không có time suốt đời không có time. Đúng rồi. Mình phải make time cho mình đó. Càng ngày càng lớn tuổi thì phải enjoy hưởng thụ. Like to shop. Ở đây tô bún bò quế là nhiêu vậy? 13 đồng chị. 13 đồng hả? Chuyên ăn có 10 đồng. 8 đồng mấy lúc mình ăn. 8 đồng mấy, 9 đồng. Nó lên 13 đồng tô. 13 đồng tô. Cái gì cũng lên giá hết. Xăng thì mắc hết trơn. Không hiểu sao thời buổi tiền thì bạn muốn lên mà cái gì cũng lên. Lớp muối gì cho thằng Boy nó ăn. Hello chị Helen. Chị Helen đang làm. Để hỏi chị có mua ăn về chị nói hai người đẹp đi vui nha. Enjoy cho hello hai Helen. Helen Chu. Hai người Helen với chị Helen.
Đây có nước gì uống không em trai? Đưa cái lành nhỏ nhỏ nó uống. Mấy độ nữa, 85 độ mà đã vậy uống bụi cay, bụi nó cay. Tiền đi qua mua thịt quay nó ăn chay xong rồi qua mặn qua mua mặn gì cho chồng ăn. Ăn chay xong giờ bắt đầu ăn mặn nha các bạn. Vợ thì ăn chay, chồng thì ăn mặn, con thì ăn chay, con thì ăn chay, chỉ con chồng ăn mặn, cách nhí thì ăn mặn. Ok thôi vậy mình đi nha, chút xíu gặp lại. Ok bye bye. Mình đang nói gốc, mình đang live stream.